Mới lấy ra mà nhìn sợi bún dai ghê chưa? Rất là ngon. Xin chào đại gia đình thân yêu của kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách làm bún tươi tại nhà hoàn toàn không có hóa chất, không có phụ gia mà bún vẫn tươi, vẫn dai, vẫn trắng, vẫn ngon. Và em sẽ chia sẻ cái công thức dễ nhất để các chị em có thể tự làm bún tươi tại nhà mà không có cần phải mua để cho an toàn cho sức khỏe ha. Và đặc biệt là trong mùa dịch lúc này thì chắc là sẽ có rất nhiều gia đình sẽ khó mua được bún tươi. Thì mình có thể tự làm tại nhà để gia đình mình ăn cho an toàn ha. Công thức hôm nay em làm là 120g bột gạo và 100g bột năng. Cần một muỗng cà phê muối ăn, một muỗng canh dầu ăn và một muỗng canh Công giấm. dụng Của giấm ở trong cái món này thì là giúp cho cái sợi bún của mình nó trắng. Nếu mà mấy anh chị có không có chiên giấm ở trong nhà thì mình có thể thay thế bằng chanh cũng được. Còn trường hợp không có giấm, không có chanh thì cũng được, thì sợi bún của mình nó sẽ không được trắng. Thì mình dùng tại nhà thì nếu không có thì cũng được, không sao ha. Trước tiên thì mình sẽ cho 100g bột năng vào trong bột gạo luôn. Bột năng ở đây là tinh bột mì đó các bạn, chứ không phải là bột củ năng nha. Và mình cho muối vào luôn. Mình sẽ khuấy đều để cho muối nó được đều với bột á. Để nhồi cái bột này thì mình sẽ dùng nước sôi ha. Thì mình sẽ dùng từ 100 đến 150 ml nước. Ở đây thì lượng nước sẽ không cố định nha các bạn, tại vì bột á, cái hãng bột người ta làm á, nhiều khi nó sẽ chênh lệch với nhau á, cho nên là tùy vào cái bột. Các bạn sẽ từ từ rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà canh chỉnh để cho nó vừa cái bột ha. Các bạn nhớ là phải dùng nước sôi nha. Mình sẽ cho nước từ từ. Để làm ra cái bún này thì có nhiều công thức, mỗi người một cách làm. Tuy nhiên thì mình làm á, mình để ý là cái công thức này á, nó ra cái sợi bún nó vừa ngon vừa dai mà nó không có bị hôi bột. Tại vì nếu mà mình làm bột gạo nhiều á thì nó sẽ hôi bột gạo mà cái sợi bún mình nó bị cứng. Cho nên hôm nay mình làm cái công thức này á, mình chỉ cho các bạn để các bạn dễ canh, dễ chia nhất để ai cũng có thể làm được. Mà ra cái sợi bún nó vừa ngon vừa dai nữa. Bây giờ mình sẽ cho luôn một muỗng canh dầu ăn vào luôn ha. Cái dầu ăn nó sẽ giúp cho sợi bún của mình nó bóng mướt. Nhìn nó ngon hơn đó các bạn. Rồi mình tiếp tục mình nhồi. Cái quy trình nhồi bột nó cũng rất là quan trọng để quyết định cái sợi bún ngon hay không nha các bạn. Các bạn phải nhồi cho đều và nhồi mạnh tay một xíu để cho cái bột mình nó dẻo á, thì khi mà mình làm ra thì sợi bún nó mới ngon. Khi mà mấy anh chị nhồi bột á, mình thấy cái bột nó không có còn dính dính thau nè, như vậy là mình biết cái bột mình là đạt rồi đó, sắp đạt rồi đó. Tổng thời gian mà mình nhồi bột hôm nay là 7 phút. Nếu mà mình nhìn thấy, nếu mà cái bột của mình nó không có còn dính ở dưới thau nữa nè, đó nó trơn tru vậy đó, là mình biết là cái bột của mình sắp đạt rồi đó. Mà để thử cho chính xác nhất thì mình sẽ làm bằng cách này. Mình sẽ kéo như thế này nè. Mình kéo nếu mà nó dẻo nó dai vậy nè, đó như vậy là đạt rồi đó đó. Còn nếu mà mấy anh chị kéo mà hơi kéo ra thì cái bột nó đã đứt khúc á, nó không có dài ra được như vậy á. Mình kiểu như mình vừa kéo ra là nó đứt khúc á, thì là cái bột đó nó chưa có đạt đó. Mình kéo cái này nó sẽ chảy dài ra nè, đó đó, nó sẽ chảy, nó dẻo ra, vậy là đạt rồi đó, là cái bột mình sẽ dai. Còn nếu mà chưa đạt thì mấy anh chị nhồi tiếp ha. Nếu mà kiểu như là mình vừa vừa mới như thế này thì nó đã đứt ra luôn, mình vừa giật ra vậy thì nó đứt luôn là không đạt ha. Thì mình tiếp tục mình nhồi cho đến khi nào mà mình cảm thấy cái bột nó dẻo như vậy là đạt. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị cái khuôn ép bún.
Thì ở đây thì mình dùng cái ép bún như thế này nè. Cái này các anh chị nếu mà không có, nhà mình không có thì mình lên trên mạng. Thời điểm này thì mình không có ra siêu thị mua được, thì mình có thể lên trên mạng bán rất là nhiều ha. Mình gõ lên mình tìm khuôn làm bún. Thì ở đây nó có nhiều, cái này mình mua cái này để dành xài cũng tiện lắm. Mình có thể làm bún nè, làm bánh lọt nè, bánh canh nuôi, nhiều mẫu lắm. Cho nên là các anh chị mua về để dành xài cũng tiện lắm ha. Thì ở đây làm bún mình sẽ chọn cái size nhỏ nhất nè. Cái size mà cái sợi, cái lỗ nó nhỏ nhất á, là để mình làm bún nè. Mình sẽ lật cái mặt trái nó về bên trong và mình thoa dầu ăn lên. Để một tí nữa mình ép á, nó không có bị dính bột nhiều á. Và cái khuôn thì nó như thế này. Mình sẽ mở cái này lên, nó rất là dễ xài. Mấy anh chị mua về thì cái này, nếu mà chị anh chị nào biết xài rồi thì dễ ha. Còn cái này mình sẽ chỉ kỹ để những chị em nào mà chưa có xài á thì mình làm thử. Rồi mình sẽ lật cái mặt phải xuống dưới, cái mặt mà mình thoa dầu á là mình để lên trên. Sau đó mình sẽ để cái chặn này lên, mình khóa lại. Xong. Bây giờ mình sẽ thoa dầu ăn vào trong cái mặt bên trong này. Mình thoa như vậy thì để tí nữa mình dễ vệ sinh cái khuôn thôi, chứ không có gì hết. Đó. Rồi mình đóng nắp lại. Đó, như vậy là mình ép thôi. Bột và khuôn ép mình đã chuẩn bị xong hết rồi, thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước. Mình bắt cái nồi nước lên bếp, trong thời gian chờ đợi nước sôi thì mình cũng chuẩn bị sẵn luôn một thau nước lạnh, một thau nước thật là lạnh kế bên, và một cái vợt để tí nữa mình vớt bún ra ha. Và trong cái thau nước lạnh này mình sẽ cho một muỗng giấm ăn vào đây. Để cái giấm này nó sẽ giúp cho cái sợi bún của mình nó được trắng hơn đó các bạn. Mình sẽ không có cho giấm ăn vào trong cái nồi nước sôi, vì nước sôi lên là mình sẽ vớt ngay sợi bún ra rồi. Cho nên mình sẽ cho vào đây và mình ngâm một tí để cho cái sợi bún của mình nó trắng. Mình thấy nước nó bắt đầu sôi như vậy là mình có thể ép bột được rồi, không cần phải để nước sôi quá ha. Vì nước sôi quá, nóng quá thì nó cũng nhanh làm cho cọng bún của mình nó mềm ra đó. Rồi, mình đã chuẩn bị xong như thế này hết rồi thì mình chỉ việc ép xuống thôi. Sợi bún xuống tới đâu thì mình sẽ cho đụng nước luôn tới đó ha. Khi mà hết bột á thì tự động cái bún mình nó sẽ rớt ra. Mình thấy bún nó bắt đầu nó nổi lên thì mình sẽ xơ nhẹ để cho nó chín đều nè. Khi thấy bún nó đã nổi lên hết và cái sợi bún của mình nó trong như thế này nè là nó đã chín rồi, mình có thể vớt ra. Mình phải vớt nhanh tay ra và cho vào thau đá liền. Mình ngâm bún vào trong đá lạnh như thế này sẽ giúp cho sợi bún của mình nó được dai hơn. Và ở trong đây có giấm á, thì nó sẽ làm cho cái sợi bún mình trắng hơn đó các bạn. Nhìn ngon ghê luôn á. Mới lấy ra mà nhìn sợi bún dai ghê chưa? Rất là ngon. Sau khi vớt bún ra hết thì mình sẽ ngâm ở trong thau đá khoảng 10 phút giùm em nha. Để cho cái cọng bún của mình nó được dai hơn và nó trắng hơn đó, vì trong đây mình có ngâm nước giấm nè. Sau đó thì mình sẽ đổ ra cho nó ráo nước. Mình ngâm trong đá được 10 phút thì bây giờ mình sẽ đổ ra rổ luôn cho nó ráo nước nha. Khi đổ ra rổ thì mình sẽ dùng nước
nước ăn nước sạch đó mình rửa sơ lại rồi mình để cho ráo nước ha. Đây là thành phẩm bún tươi tại nhà của mình này các bạn. Mình làm tại nhà mà nhìn cũng ngon ha, sợi bún dài và giống như ở ngoài tiệm gì đó. Mình mua một cái khuôn về nhà mình làm tại nhà mình ăn mùa dịch này. Nếu như các bạn không đi mua được bún thì mình làm tại nhà, vừa ăn vừa sạch sẽ vừa an toàn mà vừa đỡ ra ngoài, đỡ sợ lây bệnh nữa ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì nhớ tặng cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.